Trời anh sợ quá à. À, hai ly để ngồi lo cho. Trời cái khác đi. Trời lúc em quay em thấy cái ai cũng mừng mà kìa. Em có vai trò gì trong cái trò chơi này vậy thôi? Vai trò của em là mang lại niềm vui cho gia đình để gia đình có sự cố gắng để thắng lợi trong trò chơi này. Sợ chưa rồi. Sao mà vô được? Nắm tay nhau, nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Lên. À. Bye bye. À, làm sao mà ăn được? À, chưa lên. Ôi sợ quá. Ôi, sao nhanh vậy? No. Ăn nè. Anh ơi, té chỗ kia. Sẵn sàng. Ủa sao em ra vậy khỏe mi? Em sợ còn, cái này. Em còn sống không? Bây giờ mình ráng mình ăn được khúc mà mình lên trời nha. Mấy đứa đi mạnh giỏi nha. Bây giờ được ăn rồi phải không? Bình an trở về mấy đứa. Cha mẹ đợi tụi em. Trời khô quá. Mẹ em ói trên tàu lượn siêu tốc rồi đừng có nói gì nha. Trời mắc ói quá trời. Ủa thấy chung đi còn ói luôn á trời. Cô lên. Anh sẽ làm được chung. Cô lên. Đi một mình cô đơn quá. Lo quá.
Lại quỳ. Chun ơi. Trời ơi, Chun ơi. Em là hoàng đế Chun ơi. Trời ơi. Yeah. Hay quá Chun ơi. Chua chúa. Trời ơi, Chun ơi. Ở trên này vẫn còn dính nước miếng của Chun. Hay quá.